Hello các bạn, thì cho mình xin thông báo là tháng 3 năm 2022 Xeom Shop sẽ nghỉ mặc định vào thứ tư hàng tuần. Mình sẽ nghỉ vào thứ tư và các ngày lễ trong năm cho đến khi có thông báo mới. Các trường hợp bảo hành sau khi lắp đặt tại shop thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật. Gần như số đó sẽ hoạt động thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, kể cả thời gian làm việc và ngoài thời gian làm việc tụi mình vẫn sẽ hoạt động số đó. Còn lại là tụi mình xin phép được nghỉ vào ngày thứ tư. Nếu các bạn có qua làm xe thì hãy qua vào thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Và sau 4 năm thì mình cũng sẽ xin phép các bạn được tăng tiền công. Thông tin chi tiết về tiền công lắp đặt các bạn có thể xem dưới phần mô tả và bình luận nha. Ôi trời, má không lái được. Chết mẹ ơi. Ôi chu cha ơi, xe này không có lái được rồi. Để mình quay đầu về chứ không chạy được rồi. Cái tỷ bạc mà kêu mình lái đi test xe thì mình cũng không dám lên ga, nhưng mà test cái tốc độ thôi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xeom Shop. Thì mình là Chí, nhân viên của Xeom Shop. Trước mặt các bạn đây, nó là một cái con có thể gọi là siêu xe nó có thể là siêu xe. Những các bạn đang xem video này có thể nhận ra con xe này là của ai chắc cũng nhiều á. Tại vì con xe này được lên trên những cái hội phân khối lớn và lên báo luôn bạn. Lên rất là nhiều bài báo về cái con xe này, về cái bản độ này. Các bạn nhìn sơ các bạn không biết con xe này là xe gì đâu. Anh Hoàng nhận xe này về, ảnh thử thách cho mình đó là thử em tìm thử cái thông tin con xe này nó là con xe nào. Ảnh biết nhưng mà ảnh không nói cho mình, để cho mình tìm thử coi tìm ra hay không. Thì chung mình cũng tìm ra bạn, nhưng mà cực lắm mày. Ôi mình phải ngồi máy tính mình tra thông tin các kiểu này kia, nó không có một cái dữ liệu về con xe này hết trơn. Nó đẹp quá mấy bạn, dã man luôn. Thì đây á là xe của anh Sứ. Thường anh em ở trong kêu là anh Sứ Lê hoặc là anh Sứ của Barbie Speak. Các bạn trên con tem nè, trên xe này có dán tem nè, Barbie Speak. Anh Sứ Lê này là ảnh ở An Giang các bạn. Một tay chơi siêu xe, ảnh có rất là nhiều con. Thì nếu các bạn có thể xem lại cái video mà con Hayabusa, cái video con Hayabusa, thì chiếc xe đó cũng là của ảnh luôn. Thì ảnh có rất là nhiều cái bộ sưu tập về siêu xe mà cái bản độ thế này bạn. Độ nói chung là nó không phải là một chiếc xe zin, một cái xe độ về cái gì nó cơ bản. Ảnh chỉ độ là độc lạ. Các bạn nhìn cái con xe này sơ các bạn cũng biết được rồi. Đây là chiếc thứ hai ảnh gửi qua cho bên Xeom Shop mình làm. Thì cũng làm điện đó các bạn, làm hệ thống điện, mà con này nó ít, nó cơ bản một chút. Nó không giống như con Hayabusa bữa trước. Nó là một sự vinh dự của cá nhân mình nói riêng và của Xeom Shop nói chung đó. Chứ bình thường là những con xe này đâu mà dám đưa ra những cái tiệm xe bình thường đó các bạn. Nó đã được độ lại full hết luôn, là dàn đầu, dàn áo, dàn chân, gấp bọng rồi kia, nói chung là làm lại cái dàn nhựa chỗ này luôn. Các bạn nhìn thấy nó cầu kỳ không? Bây giờ mình sẽ mở cho máy xe lên cho các bạn xem nè. Nhìn quạo lắm bạn. Nó đẹp mà nó huyền bí mà nó. Cái này là bạn, cái điểm nhấn ngay chỗ cái này nè. Cảm giác như đang trâu chân mày lại, nó quạo á. Nhìn nó sướng mà nó phê. Xe này là xe Suzuki P-Sekin. Suzuki P-Sekin. Thì con này đã được độ lại full luôn các bạn. Thì đối với dung tích xi lanh của con này nó là 1.000. Thường nếu đúng á là mình làm tròn lên nó là 1.400. Nhưng chuẩn đúng với cái thông số kỹ thuật của nó là 1.340 phân khối. Con xe này ảnh đem qua là ảnh nhờ bên Xeom Shop mình làm lại cái hệ thống đồng hồ đồ chơi này. Thì nó bị mất đi một cái chế độ đó là báo xăng các bạn. Chạy cái này là chỉ canh được thôi, gọi là canh bằng cơm á, canh xăng bằng cơm á. Nhiều lúc mà chạy mình không để ý là hết xăng mình không biết được, tại nó hư cái báo xăng chỗ này rồi đó. Thì mình sẽ xử lý cái phần báo xăng lại và mình dọn lông vịt. Các bạn thì đây là lông vịt nè các bạn. Thường mình sẽ kêu bằng dọn gác, nhưng mà ra giờ bữa nay mình đối với con xe này á, mình phải kêu nó hơi cao hơn một chút. Đó là dọn lông vịt. Đây các bạn thấy không, dây điện này, xe này nó trang bị đèn gầm giống như Hayabusa đợt trước luôn. Đó, đây là dây điện lồng thòng nè, ở dưới nè bạn thấy chỗ cái phụt nè. Đó, nó nguyên một cái chùm dây điện luôn. Dây điện của sạc mà đi như thế này, nằm ở dưới gầm thấp quá và nó chắc ngang những cái bộ phận như là phụt nè, bắt phụt rồi này kia, nó đi lên trên thì nó cũng nguy hiểm lắm bạn. Cái phần sạc là cái phần mà cái nguồn điện nó nhiều và nó quan trọng nữa, nó là cái bộ phận quan trọng luôn. Đó, và dây nó là toàn màu đỏ hết luôn bạn. Dã man luôn, mình không tin được luôn á. Đó, nó linh tinh trên này nè. Thì anh có nói với mình đó là bây giờ thì làm trước mắt hai cái đó, nhưng mà trong quá trình tháo ra cái nào mà em thấy ngứa mắt, em thấy chướng mắt, em dẹp hết cho anh. Đó, em làm lại hết cho anh luôn. Đó,
Mình nghe câu đó là mình thấy phái rồi đó. Tại vì cái cách làm việc của cá nhân mình, nó riêng và cũng cho xem shop nói chung luôn, là nhìn cái hệ thống dây điện mà ở bên trong của nó gói bời và nó gườm gà các bạn. Nhìn nó chướng mắt lắm bạn, nhìn nó khó chịu. Giống như là một cái sự cầu toàn quá các bạn. Ok, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ xử lý con xe này nha. Tới thôi em trai ơi. Hello các bạn, thì sau gần một tháng mình đã sửa, không biết xong chưa, tại vì bây giờ đi test mới biết. Về hạng mục kỹ thuật con này thì mình không biết cái gì hết. Tại vì cái xe này anh chủ xe, anh đang bán xe này, thì nếu mình lỡ mình chạy á mà có cái gì á thì mình mua luôn, chứ để nhân viên mình chạy nó lại không có tiền nó mua tội nghiệp nó. Xe này đang được đăng bán ở nhà các bạn, nguyên bản của nó là Peking Suzuki 1400, hình như 1400 thì phải đúng không? 1300, 1400 gì đó phân khối. Thì anh chủ xe này thì nhà anh không có gì ngoài điều kiện hết đó, anh độ xe về xong đi cà phê thôi à, chứ không có đi xa. Má không lái được. Lên tốc độ rồi. Ôi trời, má không lái được. Chết mẹ ơi, không lái được. Nó không có quẹo trái quẹo phải như xe thường được các bạn, cái bánh nó to á. Không lên tốc độ rồi. Tốc độ đang không có đọc, nhưng mà speed có đọc. Ôi chu cha ơi, xe này không có lái được rồi. Để mình quay đầu về chứ không chạy được rồi. Xe này mình lái không được, không quen á. Cái bánh nó to quá mà, nó to bằng gấp 3 lần người ta mà. Mình không có ôm cua được nè. Đó. Ý, trời ơi, đi qua. Rồi ok qua rồi. Không có ôm cua được. Tại mình không có quen á. Cô em ơi, anh đang cô em đó. Rồi vô rồi. Mình lái không quen. Không cua được. Chạy mệt quá. Nó mệt vì mình, nó không phải là xe của mình. Cái tỷ bạc mà kêu mình lái đi test xe thì mình cũng không dám lên ga, nhưng mà test cái tốc độ thôi. Ok, chưa xong, làm tiếp. Ok bạn, thì cuối cùng con xe Viking này nó cũng đã xong rồi các bạn. Thì đâu đó mất khoảng một thời gian ngắn, đâu đó khoảng tầm 4 tháng thì con xe này mới xong. Nó lâu quá, nó lâu là do về phải đặt hàng bạn. Tại vì hàng những cái đồ mà xe con này đó, dạng là kiểu đồ nhập á, mà kiếm rất là khó. Mà đặc biệt xe này con này đã được độ lại, đa số là thay đổi gần như là hết cái kết cấu của con xe này rồi. Thì bởi vì nó rất là khó về vấn đề là xử lý tất cả cái hệ thống điện trên xe nè, bên mình đã làm lại rồi. Xe này đầu tiên là nó không có hai đờm xi nhan. Thứ nhất, cái thứ hai á, là nó không có báo cái dòng tua, không có báo xăng và không báo km trên giờ. Thì mình đã xử lý được 3 trên 4 cái thôi. Đầu tiên là cái đờm, thứ hai là cái vòng tua và thứ ba là cái báo xăng. Còn cái mà km giờ là do cái cảm biến cho nè các bạn. Do cảm biến con xe này á, cái đã được độ lại rồi. Ở đây nó có một cái mắt độc nè, nhưng mà nó bị hư rồi.
được độ lại, tháo bỏ rồi bây giờ mình kiếm lại cái đồ zin của nó không có các bạn. Và mình sử dụng những cái đồ mà trên những dòng xe máy phổ thông khác á, những xe máy khác á, mình chế vô nó cũng không được, rất là khó. Mình cũng có báo với ảnh thì ảnh cũng nói thôi tạm thời á, tại vì xe cũng đã để lâu rồi thì ảnh cũng phải cần xe, anh xứ anh chủ xe nè, ảnh mới cần xe để ảnh về ảnh trưng bày cho cái cửa hàng của ảnh, cho nhà của ảnh. Thì ảnh có nói với mình thôi tạm thời á là xử lý ba kia trước là ok rồi, và mình xử lý luôn cái dàn điện, nó đã gọn gàng và nó sạch sẽ lại. Còn cái phần mà cái báo km/h này nè thì ảnh nói thôi tạm thời để nó đi, khi nào mà hàng đặt có hàng rồi lúc nào mình qua mình gắn sau. Chứ mà đợi mà có kiếm được cái hàng nó trông hơi khó lắm mày, cực kỳ khó luôn. Phải chi mà một trên một chiếc xe zin á mà nó hư thì mình có thể tìm được cái nguồn của nó mình đặt. Còn này mọi thứ đa số mọi thứ nó đều thay đổi hết rồi, cực kỳ khó, khó kiếm lắm. Đây giờ mình sẽ mở cái đèn gầm lên các bạn xem. Hệ thống dây điện bên trong mình đã xử lý gọn lại. Cái phần vẫn như bữa trước các bạn có thể thấy ở bên trong này nè. Trước mình đã nhìn nó cái dây mà đi xuống cái sạc á, nó gườm gà và nó không có được có luồng ống này kia, thì bên mình cũng đã quấn keo và xử lý lại hết rồi. Những cái dây mà của cái đèn led này các bạn, đó mình cũng đã rút gọn lại cho nó gọn gàng hơn. Thì cơ bản xe này nó làm phần điện thì nếu mà thật ra tính về thời gian làm điện mà trên con xe này thì nếu mà thợ mình làm chằng phán tuần, cỡ một tuần là xong. Nhưng mà tại vì do tình hình là phải đặt một vài món đó, và cái đồng hồ là đồng hồ đồ chơi rồi, phải tìm lại cái sơ đồ của cái đồng hồ đó, rồi tìm cái sơ đồ xe của con này, bắt đầu mới đo cái chức năng và làm lại từ từ, thì nó mất thời gian hơi lâu các bạn. Trước Tết rồi, xe này để hồi trước Tết tới giờ. Ok các bạn, thì đây là cái bản đồng hồ các bạn thấy không? Lạ không? Cực kỳ lạ luôn. Nó là một cái đồ chơi á. Đó, thì lúc đầu á cái nút xanh này nè. Đây, những giữa xanh này nó là báo mo. Cái nút đỏ bên này á là báo xăng. Thì theo các bạn kỹ thuật bản báo á là khi mà cái bình xăng mình ở dưới nửa bình xăng thì cái báo đỏ này sẽ báo lên. Đó cho mình biết. Rồi cái hai bên này là cái hai da nè bạn, là xi nhan á. Thì xe này không có xi nhan nhưng mà ngược lại là có hai da. Sẽ có hai cái hai da này. Còn cái bên này nó là cái báo pha, khi mà ấn giữ luôn, ấn vô lúng vô luôn á thì nó sẽ là mở pha. Đó khi mình tắt đi cái này mình có thể sử dụng làm bensin nè. Rồi tiếp theo á là cái chỗ này, các bạn thấy cái nút xanh chỗ này không? Cái nút xanh chỗ này là cái nút chuyển mode nè. Đây mình bạn nhìn thấy trên đồng hồ mình chuyển nè. Thì lúc đầu chỗ này cũng không có luôn, cái nút này cũng không xài được. Mấy bạn kỹ thuật bên mình cũng đã làm lại luôn rồi. Đây. Đây thời gian nè. Cái này là tốc độ. Cái này là chip nè. Đó. Thì ba cái cơ bản này là order. Thì cái cuối cùng á là cái phần đường bi nè, các bạn thấy nè, nó sẽ bị mờ, nó sẽ bị yếu đi. Nó còn sáng hơn được rất là nhiều, nó sáng hơn rất gần hơn gấp đôi luôn á. Mà tại vì nó đang bị yếu á là do cái bóng led này nè. Bóng led này anh độ lại là anh sử dụng cái hệ led này là sử dụng cái điện là 24V. Thì cái xe máy này nó chỉ có 12V thì nó không có đủ điện. Cái nguồn điện cho dù sạc, cho dù chạy cỡ nào chạy nó cũng không có đủ điện lên tới cái nguồn điện đó để cho nó sáng hết con led này. Thì nó bị mờ luôn, bao gồm cả xi nhan luôn ha các bạn. Đây. Nó chỉ nháy một cái tín hiệu thôi. Thì mình nghĩ chiếc xe này thì cũng chỉ để kiển thôi, chứ cũng không có thể mà sử dụng hết chức năng điện của nó đâu. Tại vì cũng tháo ra hết rồi. Đèn đuốc này đèn chứ là gọi trên trời không à. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy chiếc xe này thử và mình quay video các bạn xem là nó như thế nào ha. Rồi các bạn, thì giờ mình sẽ test xe này ha các bạn ha. Chạy thử một vòng thôi, coi như thế nào ha. Bữa mình cũng có chạy rồi, bữa mình có chạy một lần rồi. Mà nó hơi khó lái rồi. Đó. Cái cần số này các bạn, cái cần số bên này á ảnh làm chế ra các bạn, ngồi cái xe như là ngồi như con ếch vậy các bạn, quạt hai cái giò ra hai bên luôn đó. Thì nó chế ảnh chế cái cần số cái này ra nè, nó dài ra cực kỳ khó dắt luôn. Và cái bánh đó, con này các bạn biết rồi, những cái xe mà bánh bự á nó cực kỳ khó lái luôn các bạn. Đó, bây giờ nè, mình ôm cua là không dám ôm mạnh luôn các bạn. Tại hôm qua là nó bị cái bánh nó bự quá, cái nào nó bị gặt ngược lại các bạn. Mình vẽ qua bên phải là cái xe nó, cái bánh nó bự quá, cái nó gặt ngược về bên trái lại luôn. Cực kỳ nặng luôn. Đó, nãy giờ mình nè, mình đang nghiêng nguyên một con xe qua để ôm cua các bạn. Giống như mà kiểu mà ôm cua vậy đó, chứ không có thể mà bẻ cái cổ lái mà để qua cái cua được. Tại vì bánh nó bự, bạn bẻ lái bình thường á là cái bánh nó sẽ gặt ngược lại, cực kỳ khó lái. Chung con này là đúng là để kiển thôi bạn, để chân thôi chứ không phải độ lên để chạy bạn. Cực kỳ khó chạy luôn. Máy thì mạnh thiệt á, mạnh giả mang luôn, máy sử dụng chung máy với Hayabusa nha các bạn. Bô thì thôi luôn, quá ồn.
mà đã. Nó lạng, các bạn bẻ lái là lạng cực kỳ lạng luôn. À, cái phụ con này là lên cao cũng không được nha các bạn ơi. Cái phụ con này là lên mấy cái ổ gà bự á. Cái hành trình phụ nó cực kỳ ngắn luôn. Lên mấy ổ gà bự á là dính vô cái đầu chưa mà. Nói chung là video ngày hôm nay thì video này á, thì nói chung không có gì về lắp đặt điện thì nó cũng cơ bản như những xe dọn điện khác thôi nha các bạn. Nhưng mà cái mình muốn nói ở đây á là đối với shop mình nói chung và cá nhân mình nói riêng thì được làm những con xe như thế này nó là một cái vinh dự rất là khó. Nó là một cái vinh dự, một nói chung là một đời người mình không biết khi nào có thể mình có chạy được xe này lần thứ hai nữa không. Đó, nói chung là một cái vinh dự cực kỳ đã luôn các bạn. Ok các bạn, thì video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like và subscribe kênh Xem Shop giúp mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.